thấy em đẹp đó anh mới lại đây chứ em thấy không, không biết bao nhiêu cô gái đứng. Người ta đồn không sai, nơi này phức tạp thiệt. Đặc biệt ở đây còn có một căn nhà tên là Ảo Ảnh. Nơi đó là của Hải Đảo, Trùm Bảo Kê, kể cả Bảy Lửa lẫn Tiên Sói đều muốn hợp tác làm ăn. Sở dĩ có biệt danh Ảo Ảnh bởi vì nó vô hình với người ngoài, với chính quyền. Chỉ người nào thật sự có nhu cầu mới được vô và hưởng lạc. Mật khẩu chính là... Kiếm ai vậy? Hải Đảo. Chết rồi. Không thể nào. Nhanh lên. Xuống đi. Nhanh lên đi. Ủa, tụi mình đi đâu? Nè, xuống đi. Bắt được tụi nó rồi. Xuống. Nè lên, nhanh lên. Ông làm gì vậy? Đừng nói cho tôi, nhanh lên. Sao lại bỏ tôi ở đây? Nè lên. Nè, cái gì vậy? Sao lại bỏ tôi ở đây? Chết đâu. Nè, khoan đã. Biến đi đồ quỷ. Có xe này cũng được nè. Taxi. Bắt nó lại. Lại. Nè. Đi đâu mày? Con nhỏ này. Mấy người. Đúng rồi đó. Chính nó với đại ca Hải Đảo. Nè, nó là cái đứa nào? Giết ai? Mày giết đại ca. Nè, tôi lầm rồi. Tôi chưa có bao giờ giết người hết trơn á. Con kiến tôi còn không dám giết nữa kìa. Hỏi cái nó ra. Nói chuyện mày. Hỏi nó đi. Đúng rồi, chính cái bộ dạng này. Con hồ ly tinh, nó kéo anh Đảo lên giường rồi ra tay sát hại. Nói bậy. Tôi chưa có ngủ với người đàn ông nào hết á nha. Thiệt hả? Thề. Chưa hả? Kiểm tra nó đi. Con nhỏ này ngọt nước thiệt nha. Đã thiệt. Tụi bay dẫn nó đi. Đi mày. Nè. Đi. Ê, đừng có đẩy nó lại. Đâu vậy? Cái đó đi. Đi mày. Nè. Đi. Đi. Vậy? Thả ra. Đi. Quen với mày. Không từ hả? Chống từ sao được. Em. Thả tôi ra. Để anh kiểm tra cho em nha. Cảm ơn. Muốn đòi trả công hả? Cho tôi thôi cô. Tôi muốn đi cùng cô tìm đủ 7 lá bài. Sau đó... Dừng kho báo cho thiên sói hả? Kho báo sẽ là của cô. Nhưng riêng cô sẽ là của tôi. Trời. Hay. Thiệt tình rất là có duyên.
Tôi thật lòng đó. Hài hước ghê vậy đó. Nè, ê, đi diễn đi, hốt bạc đó. Khôn dữ vậy ông thần. Kho báu là của tôi, vậy mà ông lại muốn có tôi. Trời đất ơi, một mũi tên bắn trúng hai đích hả? Không phải. À, tôi quên, không phải hai mà là ba cái đích. Đầu tiên anh dụ dỗ Liên Nhi, sau đó lôi kéo cô ta bỏ nhà đi bụi, rồi dâng cho Tư Tây. Kế đó quay qua tán tỉnh tôi, chiếm kho báu của Bảy Lửa hả? Cô nói linh tinh gì vậy? Không ngờ anh cũng thủ đoạn đến như vậy á. Muốn lật thiên sói hay muốn thành Bảy Lửa đệ nhị? Bộ không sợ chết cháy hả? Đồ khùng. Tôi không cần gì hết, tôi chỉ cần có cô thôi. Không bất ngờ sao? Rõ ràng con và cô đều nghĩ là hắn yêu Liên Nhi. Cô xin lỗi, cô đã biết chuyện này từ mấy bữa trước mà cô chưa có kể cho con nghe. À, thì ra là vậy. Nghĩ lại, cô thấy mình chỉ là một người mẹ tồi, đã không bảo vệ được đàn con của mình, lại để chúng thương nhau mà cũng không biết nữa. Cô nói gì kỳ vậy? Gà cùng một mẹ thì phải thương nhau chứ. Nhưng cô không muốn Liên Nhi yêu thằng Đen. Cô không bao giờ muốn như vậy. Vì hắn là một gã sát thủ máu lạnh hả? Ừ, chỉ là một phần. Nhiều lúc cô cũng không hiểu nổi mình nữa. Nhưng mà trăm vạn lần không thể là nó. Con biết rồi. Con biết gì? Cô đã nói dối. Nói dối? Nói dối sao? Cô không thật sự coi bọn họ là con, mặc dù hoàn cảnh của bọn họ thật là đáng thương.